siêu tiết kiệm xăng. New Me Discover with Yamaha. Chim có bông hay là chim chim thiệt? Chim thiệt. Chim thiệt luôn. Ừ. Thấy chim thiệt chưa? Vậy đừng làm chết con chim ảnh nha. Dạ chim thiệt thì em nâng niu lắm mà anh không để cho chết đâu. Lần đầu tiên tôi mới thấy trong tình yêu, lần đầu tiên gặp mặt tặng chim cũng lạ. Mời bạn nam. Mời bạn nữ. Thôi bây giờ chúng ta giới thiệu về mình đi. Đầu tiên thì em xin chào anh Quỳnh Linh, chị Cát Tường và tất cả các khán giả. Em tên là Đào Hình Châu, năm em 27 tuổi. Hiện tại đang sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Anh làm nghề gì? Dạ em dạy em làm xây dựng anh. Em là kỹ sư xây dựng hay là sao? Dạ kỹ sư xây dựng anh. Quê ở đâu bạn? Dạ quê em ở Kon Tum và hiện tại em vô Sài Gòn sống được 9 năm rồi. Rồi, em giới thiệu đi em. Dạ, em tên là Nguyễn Thị Mỹ Duyên, năm nay em 24 tuổi. Em đang là nhân viên tư vấn tài chính. Ồ, mình quê ở đâu? Dạ em ở Vĩnh Long chị. Em cùng quê với chị. Vậy hả? Dạ. Nhưng mà mình làm việc ở đây hay làm việc Vĩnh Long luôn? Dạ không, em làm việc ở Sài Gòn chị. Vĩnh Long dễ thương quá trời quá đất luôn. Bây giờ mình có ưu khuyết điểm gì không? Ưu điểm của em thì nói chung thì ưu điểm cũng không biết nói sao. Ủa, sao nói vậy đi? Dạ chắc ưu điểm ít. Rồi khuyết điểm có nhiều không? Khuyết điểm thì nói chung là ngủ thì cũng hay ngáy, hay thích tụ tập bạn bè đi chơi bời. Chơi bời gì? Chơi bời là chơi gì? Dạ thì về nhà tổ chức ăn nhậu ở nhà rồi. Nhậu dữ lắm hả? Dạ không, lâu lâu cũng nhậu, tuần hai tuần tháng nhậu. Xây dựng này nhậu dữ lắm nè. Ưu điểm của em thì em cũng biết nấu ăn, em có thể chơi thể thao một số môn. Môn gì môn gì? Dạ em có thể chơi cầu lông rồi đá bóng chẳng hạn. Trời đá bóng luôn hả? Khuyết điểm của mình là gì? Dạ khuyết điểm em thì hơi nhiều quá chị. Dạ em thì hơi nóng tính, lại tính em nó hay quên lắm, nhiều khi em hay quên tên người khác mới nói em lại quên tiêu. Chị cũng hay quên. Còn em muốn đi tìm một đối tượng của mình như thế nào? Dạ một người phụ nữ nói chung là biết lo cho gia đình, hiền hòa, không có xe xua, không xăm mình hoặc là hay là nhuộm tóc những màu nó quá sáng. Nói chung người Việt Nam mình cứ tóc đen nó đẹp có gì đâu anh. Không thích màu gì thôi. Dạ không, xăm nhẹ không, xăm ở đâu nhỏ không sao, nhưng mà xăm lớn quá nhìn thấy ghê quá. Ủa tôi nhuộm tóc mắc mớ gì đến chú, đen quá vậy? Dạ phơi nắng mà chị. Làm gì mà qua chơi đàn trai dữ vậy? Ủa ai biểu chê tóc tôi không đẹp chi? Thôi trả thù. Không nói vậy thôi chứ lỗ tai này tướng này giàu lắm nè. Ồ làm kỹ sư có tài năng gì không? Em thì tài năng không, em chẳng có tài năng gì hết. Trong hết thì hấp dở, nói chung thì cô bên đây cô gái Vĩnh Long đẹp cực kỳ. Dạ. Nói vậy đó là hiểu rồi. Bài ca xây dựng đi, đúng nghề em đi em. Dạ, bài ca xây dựng hết được. Được. Rồi làm đi. Bạn đời ơi, bạn có nghe sang niềm vui của những người dọn đến ngôi nhà mới mà chúng tôi vừa xây xong. Và em thân yêu ơi, ngày mai chúng ta là lên đường đến những chân trời mới. Tình yêu của đôi ta về ngôi nhà hằng mong ước sẽ tràn hòa trong niềm vui chung như nước sông ra biển lớn. Bạn đời ơi, hãy tin hãy yêu và hát cùng chúng tôi những người thợ xây tình yêu cuộc đời mới. Có hát gì được rồi. Mà nó nghe nè. Dạ. Thấy ông này làm như dơ dơ không sạch ta. Sao dơ sạch vậy? Do ánh đèn cái pha mới vô. Mới đi làm về luôn hả? Có tắm chưa? Dạ có rồi. Rồi cái kia là cái gì vậy? Dạ anh chim. Nhưng mà để làm gì? Thì tặng bạn gái. À tặng. Dạ. Gặp mặt tặng chim. Dạ. Gặp đàn trai quá, đàn trai cũng ngon lắm chứ mà luận giỡn hả? Kỹ sư xây dựng hát hay. Tôi thấy bạn chim có gì đẹp ngon nữa. Có con chim này. Chào em gái, trời dễ thương quá. Kỹ sư xây dựng có con chim đẹp. Chưa biết có hẹn hò được hay không, thấy lời có con chim là được. Chim có bông hay là chim chim thiệt? Chim thiệt. Chim thiệt luôn. Ừ. Thấy chim thiệt chưa? Vậy đừng làm chết con chim ảnh nha. Dạ chim thiệt thì em nâng niu lắm mà anh không để cho chết đâu. Em không thích gì ở người đàn ông? Dạ em không thích là người nam mà ngồi cứ rung đùi rung chân lắc ghế gì á. Em không thích người ở dơ. Em không thích người để móng tay dài. Dạ cao trên 1m65. Cao 1m65. Đừng đen quá gì đừng thấy gì. Dạ ta làm công trình mà. Hỏi nữa hả? Ủa sao mà cô này có thích gì lạ ta? Người ta rung đùi thì kệ, người ta ta hối thì kệ, người ta miễn sao ta lo cho tốt là được rồi. Dạ là ngay từ đầu em không thích, em không ấn tượng là không có chọn được rồi đó anh. À dạ. Dạ. Mà thường đặc biệt mấy người đến ta hay tốt lắm em ơi. Anh chỉ nói vậy thôi. Đó là quyền của người ta, giờ người ta không thích thì chịu thôi chứ biết sao. Nãy có mấy người dưới đang ngồi rung chân nghe cô nói. Chứ tự nhiên của họ mà chứ tự nhiên đó cái anh bên đó mắc mới người ta nhuộm tóc anh không thích, đúng không? Bên đây rung đùi người ta không thích. Sở thích riêng chị ơi. Rồi. Rồi. Nãy giờ cô ấy đưa ra cái tiêu chuẩn gì em thấy em đáp ứng được bao nhiêu phần trăm? Dạ nói chung về chiều cao thì em khả năng em được. Còn mấy thứ kia?
rồi còn đen thì em chắc em đen hết rồi đó, hết phần đen đó. Nói vậy thôi chứ anh kia là công việc ổn định nè, nhà cửa ổn định nè, dạ mọi thứ cũng ok rồi, mình cũng nghe ý kiến người thân hết trơn rồi ha. Bây giờ giây phút gặp mặt nhau nha. Rồi bắt đầu. Tặng chim đi chứ còn chần chờ gì nữa. Để con chim tặng bạn. Dạ, đúng rồi. Thích không em? Lần đầu tiên tôi mới thấy trong tình yêu, lần đầu tiên gặp mặt tặng chim cũng lạ. Sao ta? Dạ, hiện tại thì anh đang sống với anh chị hay là sống một mình? Hiện tại thì mình đang sống với em trai. Anh với mình vậy đây. Mình là trả chim lại à? Tự tin lên. Chị lấy vợ mà mình em có gì hỏi thêm không? Cứ hỏi anh sẽ trả lời hết cho em những gì em muốn. Vậy anh có gì hỏi em không? Nói chung là nhìn em cũng rất là dễ thương. Nói chung là lần đầu nhìn em, nói chung là vượt ngoài suy nghĩ anh nghĩ. Dạ, dễ thương. Lúc nãy em cũng nghe em gái nói là anh nóng tính á. Tại vì tính em cũng hơi nóng tính, nhưng mà nếu mà có việc gì anh có nhường em không? Thì mình nói thật ra thì nóng thì cũng phải có đúng cái nóng thôi, còn nếu mà hai người đều nóng thì mỗi người nhịn nhau một cái mết nóng rồi nói chuyện tiếp chứ. Nhưng mà người nào sẽ nhịn? Nói chung bạn nóng mình lâu ngày mình chơi chán rồi, bạn hết nóng mình về. Rồi, mọi người nói một câu thật là tình cảm, chúng ta sẽ kết thúc cuộc nói chuyện. Anh thì không, anh nói không có hay, không có giỏi, nhưng mà nói chung thì kỳ đất hoài. Đâu có chị. Bây giờ mình nghĩ sao, tận đáy lòng bây giờ mình cảm nhận cô ấy thế nào, nó có rung động chưa? Nói chung thì thấy bạn gái cũng rất thật xinh, và mình cảm thấy là mình cũng đã kết bạn rồi đó. Thì có sao nữa cơ, thì hết không biết nói nữa. Em tự nhiên qua đâu bạn ở đây, mình ở đây vậy trời. Không, thường yêu á hay bối rối lắm. Bạn nữ, bạn cảm thấy như thế nào? Dạ, thì đến với chương trình hôm nay thì em cũng nghĩ là ví dụ như hôm nay mình gặp lại nhau cũng là một cái duyên rồi. Thì cái tương lai như thế nào thì có thể để thời gian để trả lời tiếp cái vấn đề đó. Dạ. Hết thời gian. Chúng ta có 3 tiếng đếm để quyết định. 1 2 3 Hết thời gian. Hơi giật mình. Rồi. Bạn nữ hình như là bấm hơi chậm. Vâng, tại vì em đến với chương trình là một điều rất là nghiêm túc, cho nên em cũng phải suy nghĩ về cho nó chu đáo một tí ạ. Tất cả mọi người đến đây đều có một cái suy nghĩ rất là nghiêm túc. Yeah. Bởi chương trình này đã tạo cho rất nhiều người đã thành vợ thành chồng rồi, sanh con có cái luôn rồi. Và sự nghiêm túc đó được thể hiện ngày hôm nay chính cái nút bấm của bạn. Rồi, chúc mừng hai bạn nhé. Không kêu không kêu phát tâm người Nhật, không kêu không kêu phát tâm người Nhật, không kêu không kêu phát tâm người Nhật, không kêu không kêu không kêu nha. Và bây giờ xin mời bạn nữ. Mời bạn nam. Chào em. Xin chào anh. Bây giờ hai người đã có mặt sân khấu rồi, mình giới thiệu về mình đi. Mời em trai. Xin chào hai MC. Và xin chào tất cả mọi người. Và xin chào bạn gái của mình trong tương lai. Tôi tên là Ide Kazuhiro. Đến từ Nhật Bản. Hai gọi Kazu nha. Bây giờ là 36 tuổi, sống ở thành phố Hồ Chí Minh khoảng 4 năm rồi, là công việc là nghệ sĩ hài. Dạ, em chào chị Nam Thư và anh Quyền Linh ạ. Em tên là Du Thị Thảo, hiện tại em đang làm chuyên viên sale bên bất động sản chị. Thảo năm nay em nhiêu tuổi? Năm nay em 24 tuổi. Anh Kazu bên kia là người Nhật. Thì em có ngại là mình sẽ hẹn hò với người nước ngoài không? Nếu như chúng ta hợp nhau, chúng ta bấm nút. Em không ngại, em chỉ cần lý do thôi chị. Kazu ơi. Dạ. Lý do tại sao Kazu lại muốn tham gia chương trình hẹn hò? Trước đây Kazu không nghĩ là không muốn kết hôn, nhưng mà bây giờ là 36 tuổi nên mỗi ngày rất buồn, sống một mình thôi.
Bây giờ mình sẽ nghe Thảo nói tí xíu về điểm mạnh và điểm yếu của bản thân ha. Em rất là mạnh mẽ, em rất thích cái lối sống Tây, giống như là phụ nữ mình là phải đẹp, phải sexy. Đẹp là để cho mọi người chú ý, để nhìn chứ không phải là lúc nào cũng phải kính đáo, kính cổng, cao tường thật sự. Chị cũng nghĩ như em. Dạ. Kazu có thích bạn gái sexy không? Chắc chắn nha. Dạ. Chắc chắn ha. Hiểu chưa? Trời nôn quá, để qua coi mặt Kazu nè. Kazu nhìn rất là hot boy nha. Dạ, yeah, hi. Xin chào. Xin chào. Nam Thư. Kazu, điểm mạnh và điểm yếu của bản thân Kazu là gì? Điểm mạnh là hiền. Yeah. Là biết tiếng Nhật. Ồ, rõ ràng rồi, Kazu là người Nhật mà. Luôn nhiệt tiếng với mọi người, là biết nấu món Nhật Bản. Dạ. Yeah. Nhưng mà biết nấu món Việt Nam không? Kazu qua Việt Nam thích ăn món gì ở Việt Nam? Gỏi cuốn và bánh xèo. Em hỏi bên kia biết làm gỏi cuốn bánh xèo không? Bao ngon chị. She nấu ăn rất là ngon. Dạ. Yeah. Yeah. Đó là điểm mạnh. Còn yeah, điểm yếu của Kazu? Điểm yếu là chưa giỏi tiếng Việt. Nói vậy là giỏi rồi đó. Rất giỏi rồi. Và tôi không thể nhỏ ngàn kiến nha. À, không phải ga lăng. Tức là Kazu không phải tuyết người ga lăng. Ừ. Không nhớ được sinh nhật, không nhớ được những cái ngày quan trọng. Ừ. Không nhớ ngày kỷ niệm. Ừ, tại vì là tôi nghĩ là mỗi ngày là ngày kỷ niệm. Hay. Có tật xấu nào không? Tật xấu. Thích uống bia. Chú thích uống bia. Thích đi nhậu. Nhậu nhiều không? 4, 5, 6 lon. Bia uống 6 lon. Và sau đó là uống soju. Em gái, dạ. Em biết nhậu không? Tầm khoảng 6 chai. Chị uống được 6 chai nha. Hợp nhau nè. Hợp nhau. Kazu thích con gái như thế nào? Chắc chắn hiền, đẹp, nấu ăn tốt, mỗi ngày rong rệt. Gì nữa? Có thể suy nghĩ yeah, về cho người khác. Kazu có thích con gái giỏi kiếm tiền không? Dạ. Thích dạ, không? Ít. Thích à? Nếu mà đi ra ngoài kiếm tiền thì sẽ không giỏi dọn dẹp thì sao? Ừ. Là không sao nha. Ok đúng không? Ok. Đó, dạ, em chào Quyền Linh. Trời ơi, đẹp quá. Xinh xắn không? Rất xinh đẹp, chào đàn gái. Dạ, trời dạ, ơi. Anh Linh ơi, em thắc mắc quá. Bên kia là trai tài, bên này gái sắc, mà tại sao lại ế nhỉ? Đúng rồi. Tại vì công việc của em là từ 8 giờ sáng em làm tới 5 giờ chiều, và buổi tối em từ 6 giờ đến 11 giờ em phải đi làm thêm. Buổi tối em đi làm thêm về cái gì nữa? Em làm PT sale tự do. Tức là em là PT luôn hả? Dạ đúng rồi. Nếu mà gặp người đàn ông ở Nhật, anh ấy muốn em về Nhật ở thì được không? Thường thường người ta nói thì có chồng phải về nhà chồng thôi anh. Về nhà chồng thôi không sao đúng không? Dạ đúng rồi. Nhưng mà đối với công việc thì em thích đi làm để kiếm tiền hơn so với là ở nhà để xài tiền của người khác. Giống như là cái kiểu như em thích tự do rồi, em không thích ràng buộc này, không thích gia trưởng này, đặc biệt là vũ phu. Em không muốn cãi nhau. Không muốn cãi nhau luôn. Vậy là được rồi đó. Dạ, nói chung là khi có xích mích gì đó thì mọi người nhường hoặc nhịn nhau một tiếng là được. Anh là diễn viên hài mà lúc nào cũng cười luôn. Kazu đi với ai? Là vợ em bản thân, nhóm Double Beach. Em cũng là người Nhật luôn. Người Nhật. Tôi tên là Shinsuke. Em thấy cô gái đó được không? Đẹp. Đẹp và dễ thương. Đẹp và dễ thương. Shinsuke thấy phù hợp với Kazu. Hãy bấm nút đồng ý để Kazu có cơ hội hết ế. Và có thể lấy được bờ có gia đình hạnh phúc như Shinsuke. Shinsuke kết hôn rồi. Yes. Xin lỗi. Cảm ơn Shinsuke. Cảm ơn. Rất là dễ thương, có duyên lắm. Mở rào. Xin chào. Em chào anh. Em nhờ. Em là một người thích hoa nên mình tặng trước. Thôi mình trao đổi cho ha. Cảm ơn. Chào em nha. Dạ, em cảm ơn nhiều nha. Thật ra là Kazu lần đầu tiên và tặng hoa cho người khác nha. Lần đầu tiên sẽ có nhiều lần nữa đó anh. Em thấy Kazu như thế nào? Vui vẻ, lịch sự, và với cái phong cách nó có nét như là vừa văn phòng và vừa năng động á. Nói chung là nó cũng giống giống như em. Là đi Nhật Bản chưa? Em đã có đi một lần rồi.
cảm giác lần đầu tiên gặp cô gái thì mình thấy trong người thế nào, nói đi. Rất đẹp. Kazu, anh không bao giờ, chưa bao giờ gặp xinh, giống như là xinh cô gái. Chưa bao giờ gặp ai xinh như cô này. Dạ, yeah, em cảm ơn anh nha. Hôm nay là lần đầu tiên xinh đẹp. Em thích món gì? À, đối với em món gì cũng như món, không có cái sở thích. À, có thể ăn món Nhật Bản hả? Dạ được anh. À, đi nhà em có thể đi nhà với anh được không ạ? Dạ được, bình thường mà anh. Em thích du lịch không? Cũng thích anh, nhưng mà chỉ là một giới hạn nào đó thôi. Nếu rảnh thì đi du lịch nha. Dạ, nếu em rảnh. Lúc trước anh quen, anh có hay cãi nhau với người yêu cũ hay không? Không. Mà nếu ví dụ như có thì anh sẽ làm như thế nào? Nói chuyện như để giải quyết. Tại vì là anh là người nước ngoài. Dạ. Anh không thể nói như bằng tiếng Việt. Dạ. Nên chắc chắn thua. Chắc chắn thua. Thua chắc chắn là không đi nói tiếng Việt nên cãi lộn sẽ thua. Nên nói chung là nếu cãi lộn thì em cứ nói cãi tiếng Việt, ảnh cứ cãi tiếng Nhật, không ai hiểu với nhau, để cho nó khỏi còn mâu thuẫn luôn. Đơn giản vậy. Bây giờ anh có muốn khoảng bao lâu thì hai người đăng ký kết hôn với nhau? Khi nào cũng được, nhưng mà phải tìm hiểu nhiều. À đúng rồi. Thật sự khi mà quen á là em sẽ quyết định quen lâu dài, không phải là quen một ngày một bữa. Khi mà lấy nhau rồi anh thích sinh con trai hay con gái? Cả hai. Thích cả hai. Cả hai. Sinh con gái, con trai, cả hai thích. Bây giờ thế nào? Mọi người có thể hát tặng bạn gái một bài nào đó. Một nhóm Double Wish là có vài bài hát. Dạ. Viết bài hát. Và khi nói chuyện với người Việt Nam nói không hiểu, tại vì là đối với người Nhật phát âm tiếng Việt là rất khó. Là khi nói là em câu này là hiểu không? Am mon di phu quốc cư, hiểu không? Dạ em không hiểu. Không hiểu à? Đương nhiên là em không hiểu rồi. Hầu như người Việt Nam nói như vậy. Nên chúng tôi viết bài hát, một bài hát tên là Không Hiểu. Không hiểu. Ừ, không hiểu. Là em hiểu, có thể hiểu. Namuki Koigia. Tại vì em không biết tiếng Nhật. Ừ. Dạ. Khi đó là Không hiểu, không hiểu, phát tâm người Nhật. Không hiểu, không hiểu, phát tâm người Nhật. Không hiểu, không hiểu, phát tâm người Nhật. Không hiểu, không hiểu, không hiểu nha. Yeah. Hiểu không? Là cái bài không hiểu đó anh. Em chỉ biết là cái bài đó là không hiểu thôi. Dễ thương mà. Rồi em hát tặng anh bài Việt Nam đi. Em là người miền Tây thì em sẽ hát về một đoạn của người miền Tây. Tuy nó không hay nhưng mà mọi người gắng cố gắng lắng nghe em hát nha. Miền Tây quê tôi, ai về ai nhớ ai thương. Vượt qua Long An chờ đào hương lúa còn dương. Tiền Giang, Mỹ Tho, Cái Bè, Gò Công, Tân Phước. Gạch miếu xây cầu đường về Bến Tre gần hơn. Đường đi Vĩnh Long không còn những chiến phà xưa. Xe ta bon bon trên cầu Mỹ Thuận gió đưa. Trà Vinh trà cũ đón chào mời nhau bánh tét. Xa đến gần người yêu dấu thác mười tràm chiêm. Hay quá. Cái bài hát đó là rất là nhiều cái vùng miền ở miền Tây, Nam Bộ. Sau này nếu mà quen nhau, cô ấy sẽ đưa bạn đi tham quan rất nhiều những cảnh đẹp của miền quê Việt Nam. Nhưng mà tiếng Việt của mình là không tốt nên càng học chăm chỉ nha. Anh là một người vui tính, thì nếu như anh không biết tiếng Việt nhiều quá thì em có sẽ dạy kèm thêm cho anh để biết tiếng Việt chuẩn hơn nữa, so với cái điều mà anh tồi tệ để anh nghĩ. Thay vì anh nghĩ nó là điều tồi tệ, anh không học được, thì em có thể giúp anh để nó phát triển hơn. Cảm ơn nha. Rồi, bây giờ mình tiến hành bấm nút hay không bấm nút là quyền của hai người nha. Và bây giờ nhắm mắt lại nha. 3
2 1 Hết thời gian. Nắm tay nhau. Đó. Họ đồng ý hẹn hò với nhau. Kazu. Yeah, từ nay Kazu hết ế rồi. Cảm giác thế nào? Yeah, rất rất vui. Nàng không thể nói gì hết. Không thể nói gì. Rất là dễ thương. Nhậu cũng là một ưu điểm đúng không ạ? Nhậu được không? Yeah. Mấy lon bia? Chắc khoảng tầm chục. Tầm chục. Oh my god. Wow. Mà em bảo là mà vợ mà cá tính mà chị được mày á thì là về nhà là không phải rửa bát, không phải nấu cơm, là mà em làm hết cho. Mời nhà trai. Đây. Xin mời nhà gái. Nào, mời bạn trai. Em xin chào tất cả mọi người. À, cả trường quay anh Quỳnh Linh và chị Hồng Vân. Em là Nguyễn Trường Giang. Em năm nay 25 tuổi anh. Em đến từ Nam Định. Em làm ở thành phố Hồ Chí Minh nhưng mà làm công tác này ở trên Lâm Đồng. Nghề nghiệp của em là đi công trình. Em là chỉ huy trưởng. À dạ, chào chị Hồng Vân. Chào anh Quyền Linh. À, em là Thanh Xoan, hiện tại cũng là 25 tuổi. À, hiện tại đang công tác tại quận 7, đang làm trưởng phòng của công ty bất động sản Ario. Bây giờ thì đàn gái cho chúng tôi biết một chút xíu về ưu điểm, khuyết điểm đi. Ưu điểm của em thì chắc là về trong công việc thì em sẽ là hoạt bát, linh động, tự lập, cũng biết nấu ăn. Nhậu cũng là một ưu điểm đúng không ạ? Nhậu được không? Dạ. Mấy lon bia? Chắc khoảng tầm chục. Tầm chục. Chục lon. Wow, em có nghe không em ơi? Có chị ạ. À. Thế em bao nhiêu lon nào? Hơn bạn xíu thôi. 12 lon hả? Hay 15 lon? À, tầm 40 lon ạ. 40 lon ạ. Ôi dồi ôi. Em thì dân công trình mà bảo không biết nhậu thì cũng trời sai ơi, chết rồi. Cả nhà gặp tử kỳ rồi. Còn em? Ưu điểm, khuyết điểm là gì? Ưu điểm của em là người khá là trung hòa mọi thứ, có nghĩa là không có điểm mạnh gì. Trong công việc thì em là người xử lý vấn đề tức thời nó tốt, nhưng mà lại không giỏi cho vấn đề là lập kế hoạch lâu dài. Không chỉn chu cho ăn mặc, có hút thuốc này, có nhậu này, nhiều điểm khác mà em chưa nhớ ra. Tật xấu của em bên đây là gì? À, chắc em cũng lề mề. Hẹn mọi người thì em sẽ khoảng là tới sau 30 phút một tiếng, rất là lề mề, hay nóng tính. Có chút đỉnh nhậu nữa đúng không? Yeah. Có uống thuốc không? Dạ không ạ. Em có mấy mối tình rồi? Em thì có một mối tình, nhưng mà mối tình nó khá lâu, là 10 năm. Nhưng tại sao lại chia tay? Bọn em chia tay, đấy là giai đoạn mà em và bạn ấy bắt đầu ra trường ạ. Hai người xung khắc về chỉ hướng làm việc, cuộc sống nên dẫn đến chia tay. Ờ, đến nay bao lâu rồi? 3 năm. 25 tuổi mà ông 13 năm ông yêu, thì ông yêu từ năm bao nhiêu tuổi? Ông nói tôi nghe xem. Em yêu từ năm cấp 2 chị. Ôi giời. Tôi phải sang tôi nhìn mặt ông tí. Sau mối tình đó em có mối tình nào khác nữa không? Không mối tình nào khác chị. Một phần là cũng vì công việc, một phần là hồi xưa em yêu thì thấy cuộc đời nó chỉ có một màu thôi. Bây giờ em không yêu nữa thì cuộc sống cảm giác nó muôn màu. Thôi vậy sống đừng yêu đi. Nhưng mà cho nó có nhiều màu cho nó đẹp. Nhưng mà đến giai đoạn này chẳng hạn như em thấy là em đi suốt đi công trình thì nhậu, toàn ăn và nhậu thôi. Đến lúc mà về nhà chẳng hạn thấy hàng xóm đang nấu cơm á, thấy cái cảnh gia đình ấy, thì lúc đấy là cảm giác rất là buồn. Tại vì đi công trình là thường cô đơn một mình mà. Thì lúc đấy em nghĩ là đến lúc giai đoạn mình nên lập gia đình. Rồi bây giờ còn tình trường của em sao nào? Cũng trải qua nhiều. Động lại thì chắc là được 3 mối tình. Lý do tại sao chia tay cả 3 mối tình? Cái người đầu tiên á thì em nghĩ là chắc là bạn ghen quá thì bạn ấy có một chút hiếu khô. Còn bạn thứ hai á, khi mà về gia đình rồi mới thấy là bạn ấy trong gia đình thì quá là gia trưởng. Xong rồi đến mối tình thứ ba á, thì em thấy là bạn ấy quá là keo á. Keo kiệt bỏ luôn. Thế em mong muốn cái người bạn trai của em là phải có cái mẫu hình lý tưởng như thế nào? Em mong muốn là bạn trai mình sẽ cao khoảng tầm 1m7, da ngăm ngăm đen cũng được, không còn trắng. Đi công trình có ai trắng đâu. Em thấy này chuẩn này. À, em đặc biệt là thích răng, nghĩa là bạn trai em mà răng phải đẹp. Răng em đẹp không em? Đưa chị xem để kiểm tra coi nào. Rất được. Dạ. Yeah. Em có gia trưởng không? Một chút gia trưởng. Em có vũ phu không? Không. Em thôi. Sợ bạn gái bắt nạt đấy. Em nữa. Để anh qua kiểm tra nhà gái coi sao. Nhưng mà em trai muốn một mẫu hình lý tưởng của em như thế nào? Là người có tính cách một chút, cá tính một chút ạ. Cá tính nó nhậu đó, 10 lon là cá tính lắm đó.
sinh là được cái tốt nhất, mà không sinh thì cũng sinh. Nói chung là có mẫu hình lý tưởng nào không? Hòa Minzy và cả tính như Hòa Minzy là được. Mẹ em có dặn điều gì khi đi tìm vợ không? Mẹ em bảo là mà vợ mà cá tính mà chị được mày á thì là về nhà là không phải rửa bát, không phải nấu cơm, là mẹ em làm hết cho. Chị em được hả? Em thôi. Đúng rồi. Dạ, chào anh Quyền Linh. Trời ơi. Nó sững sờ liền đấy chưa, sững sờ. Xinh đó. Dạ, cảm ơn. Rất là điện ảnh cũng nha. Cũng phản phất của Hòa Minzy đó. Lanh lợi lắm á, mạnh mẽ cá tính luôn. Lý do tại sao ế? Ở trong cái môi trường, thứ nhất là môi trường của em á, thì là trên á, thì là các anh sếp thì hầu như là đã có gia đình hết rồi. Còn sau á, thì mình nhân viên dưới mình á, thì những cái bạn đấy thì còn quá trẻ và em cũng không thích những người trẻ. Cái hai là em có một đứa em trai và em muốn là lo cho em của em. Em trai của em 20 tuổi. 20 tuổi rồi mà tại sao em lại phải nghĩ chuyện phải lo cho em? Em trai của em là từ nhỏ đã không được lanh rồi, không được thông minh như người ta. Là em trai đưa... có đây không? Dạ có kia. Cho anh gặp em trai chút đâu. Nhà em thì là bốn anh chị em lận. Em còn một đứa út là 5 tuổi á. Em muốn là bố mẹ em lo cho thằng út. Còn cái em này thì có lẽ là không được lanh thôi, nhưng mà vẫn rất là chịu khó làm việc. Thì em muốn là đưa vào đây để mình phát triển bản thân nó hơn nữa. Nên là em sẽ mong là tìm một người bạn trai là cũng sẽ chia sẻ với em được cái vấn đề này. Phải lo phụ với em trai này. Đúng rồi. Có thương chị không? Có ạ. Giờ mong muốn điều gì hả chị? Em mong chị kiếm được một gia đình hạnh phúc. Em nếu mà chị em tìm được em đi cũng không làm trên đây nữa, thì hãy về nhà phụ bố mẹ để chị ở đây chăm lo cho bạn trai toàn ý. Nhưng mà chị lấy chồng rồi ai lo cho em? Thì chắc là bố mẹ em sẽ lo, hoặc là em sẽ cố gắng tự lập bằng mọi cách. Bây giờ em trai thấy anh này có hợp với chị không? Cũng được ạ, anh ấy cũng khá đẹp và cũng thông minh ạ. Em thấy chắc chị hợp với chị hơn. Rồi, cảm ơn em trai. Em đi với ai? Em đi với bạn thân em, cũng từ Bắc ra đây khởi nghiệp với em. Dạ, xin chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân. Thấy là bạn nữ rất là xinh gái, như hoa hậu vậy. Wow. Rất là mong là bạn gái cho bạn mình cơ hội và bạn bấm. Cảm ơn em. Bây giờ mình mở rào thôi. Mở rào đi. Mở rào. Wow. Chào bạn. Em chào anh. Em có món quà này tặng anh, thì hiện tại là bây giờ em sẽ tặng cho anh cả cặp. Tại vì nếu như mà tí nữa anh mà bấm nút á thì em sẽ lấy lại một ly. Tại sao vậy? Để hy vọng là hai cái ly này sẽ nhanh về cùng chung một nhà. Còn ví dụ anh không bấm nút anh phải tặng em lại cả đúng không? Dạ không, em sẽ tặng anh luôn để anh tìm được một người thích hợp với mình. Thì chắc chắn là... Rồi, để tính sau em. Trời ơi, đẹp quá. Wow, ly đẹp thật anh. Đẹp đấy. Cốc thì phải có nước. Đấy, thì mình tặng ly nước cam. Đấy, thì... rất xin lỗi bạn, tại mình xuống đây nó khá là vội. Dạ, không sao. Nên mình cũng chưa kịp chuẩn bị cái gì. Hy vọng là tối nay mình thể dẫn bạn để tặng quà nặng. Tôi làm bán Mê Hòa 7 năm, tôi thấy lần đầu tiên tặng ly nước cam. Mình chào bạn. Bạn tên Xoan đúng không ạ? Đúng. Mình cũng khá ấn tượng với... Cái mặt mình già lắm rồi, mình đừng có gọi mình với bạn nữa. Mình gọi anh với lại em đi nhá. Em dạ. Rất là xinh. Em là anh bối rối quá. Em là anh bối rối quá. Cười tươi lên coi Giang, cười tươi lên. Cho cô ấy kiểm tra răng coi được. Răng anh đẹp không em? Dạ cũng được. Nếu như mà anh đi công tác xa mà khi mà mình hẹn hò thì một tháng anh sẽ sắp xếp cho em được bao nhiêu ngày? Ít nhất là 3 lần, 3 ngày. Còn em trai em thì anh nghĩ là thứ nhất phải để cho em trai em tìm được một cái đam mê mà để phát triển. Chứ còn nhiều khi anh thấy bao bọc quá nó không là cái tốt. Có lẽ anh thấy em còn nói chuyện đỡ run hơn anh. Đấy, nên khả năng là xử lý tình huống của em ý rất là tốt. Chứ không, anh thấy em nói sai. Sai. Dạ, ý là em cũng đang cho em trai em đi làm. Thế là để làm, để biết được là mình phù hợp với công việc gì để tiếp tục. Em có đưa tiền cho vợ được không? Được anh. Em giữ tiền thấy đau đầu quá. Nên khả năng là thôi, ai giữ thì giữ. Mua gì em có cản không? Người ta mua một là cũng vợ đẹp thì cũng là vì mình mà anh. Anh cản làm gì anh? Hay quá. Nào, chúng ta sẽ quyết định trong 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Chúc mừng. Cảm ơn. Chúc mừng đấy. Nào để nắm tay Thế thượng đưa bạn được. Tay bạn ấm đấy. Và một điều đầu tiên đó là nụ hôn. Em xin phép
Anh xin phép em, với lại mình được hôn bạn được không? Đấy, dễ thương lắm.